Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn. Hôm nay tôi sử dụng con chat Gemini Pro để xác định 8 loại lãng phí các quá trình trong doanh nghiệp. Bạn hãy xem video kèm theo. Câu lệnh như sau, hãy đóng vai giám đốc mua hàng có 15 năm kinh nghiệm của một công ty xây dựng đất lớn. Bạn cũng có kỹ năng kinh nghiệm về xác định 8 loại lãng phí và đưa ra giải pháp. Hãy xác định 8 loại lãng phí và phân tích giải pháp cải thiện đau tham đối với hoạt động mua hàng trong công ty xây dựng XYZ. Tức tắc nó xác định 20 hạng mục trong 8 loại lãng phí kèm theo biện pháp là trừ Cực kỳ Nếu bạn đưa này. câu lệnh này mà con chat AI không thể nào ra được cái kết quả chi tiết cụ thể như thế. Vì đây là cái phần mềm Oinvest chat AI chúng tôi thiết kế để khai thác sức mạnh của AI. Bạn có thể sử dụng nó để mà xác định các cái loại lãng phí cho các quá trình là thiết kế là marketing là bán hàng, sản xuất, bảo trì, nhân sự, vân vân, tha hồ mà chúng ta cắt giảm lãng phí để tăng lợi nhuận. Mà cái việc mà xác định 8 loại lãng phí chỉ là một ứng dụng trong 90 ứng dụng mà chúng tôi đã thiết kế trong phần mềm OIMet Chat AI. Đây là phần mềm duy nhất hiện nay tại Việt Nam để giúp doanh nghiệp nâng cao được năng suất, chất lượng và cắt giảm chi phí. Phần mềm này thưa các bạn trị giá 50 triệu nhưng tôi xin tặng miễn phí cho các bạn. Tuy nhiên nếu mà các bạn không biết sử dụng thì hoàn toàn là vô ích. Vì vậy các bạn cần đầu tư một kinh phí nhỏ là 3 triệu đồng để học cách khai thác sức mạnh của nó. Kinh phí này cực kỳ nhỏ so với cái lợi ích của 90 ứng dụng. Hãy đăng ký theo đường link kèm theo.